Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt vỏ bưởi the mát. Để làm món mứt vỏ bưởi the mát, các bạn chuẩn bị cho mình một quả bưởi này. Quả bưởi các bạn mới ngắt nhé, hoặc là mình mới mua nó vỏ nó vẫn còn tươi nhé, vàng cũng được nhưng mà miễn là vỏ nó còn tươi. Đây là bưởi nhà mình cho nên là mình mới ngắt xong. Và các bạn rửa sạch phần vỏ đi cho mình. Và bây giờ mình sẽ té ra để mình lấy cái phần cùi bưởi nhé. Các bạn có thể bổ làm 6 hoặc làm 8 để mình tách lấy cùi bưởi cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ dùng mũi dao hoặc móng tay các bạn tẽ để lấy phần cùi bưởi ra nhé. Khi mình tẽ như thế này thì nó rất dễ lấy phần cùi bưởi ra. Phần bưởi này chúng ta có thể để ăn nhé. Rồi bây giờ khi phần cùi bưởi này, khi phần vỏ bên trong này thì chúng ta sẽ loại bỏ bớt đi nhé. Mình chỉ lấy vừa thôi, vì không có là ăn cũng không ngon. Vậy ráp cái phần múi bưởi quá thì nó có sơ. Các bạn, cái phần gân sơ này, mình bỏ bớt đi. Các bạn chuẩn bị cho mình một tô nước này và mình sẽ cho một lắm muối vào đây. Mình hòa tan muối để mình thái cùi bưởi, mình ngâm trong nước muối loãng này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thái cái phần cùi bưởi này ra để mình ngâm. Phần cùi bưởi này thì mình thái thành những múi miếng vừa ăn đấy, thì các bạn nên thái dài thái vát ra cho mình nhé. Đấy, khi mình làm thành mứt bưởi ấy, thì nó sẽ dài và dễ cầm để ăn đấy. Thái độ mỏng vừa phải này. Ăn mứt vỏ bưởi này rất the và ngon, dễ ăn. Các bạn ngâm luôn trong chậu nước muối loãng cho mình. Đây các bạn, khi mình thái xong nhá thì các bạn sẽ dàng mình bóp để cho cái phần the của cái vỏ bưởi này nó sẽ đi bớt đi, thì mình ăn ấy nó sẽ không bị đắng nhá. Phần đắng đi chỉ còn lại ít thì nó the the thôi. Nếu nào không để lát, chúng ta bóp nhẹ nhàng thôi. Cho bớt đi cái phần này đi. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần nước muối này đi các bạn nhé. Bây giờ các bạn dí cho mình hết cái phần nước này đi nhé, để mình đem lên bếp để mình luộc nhé. Các bạn chuẩn bị một nồi nước để mình đun sôi đi. Sau đó mình sẽ cho cùi bưởi này vào để mình luộc. Đấy. Hết cái phần nước này đi. Các bạn đun cho mình một nồi nước sôi nhé. Và mình tránh để thâm cùi bưởi thì các bạn vắt cho mình 1 phần 2 của cuộn chanh này vào đây. Ở khi nước sôi thì chúng ta sẽ cho phần cùi bưởi vào. Và khi chúng ta đã luộc cùi bưởi này thì mình không nên đậy vung nhé, để cho nó không bị thâm vàng.
Đây các bạn đun cho mình từ 5 đến 7 phút như thế này nhé. Và sau đó thì mình sẽ vớt ra nước lạnh. Các bạn chuẩn bị một thau nước lạnh cho mình. Đấy, để cho cái vị đắng của củi bưởi này nó sẽ ra bớt đi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra chậu thau nước lạnh nhé các bạn nhé. Các bạn tắt bếp cho mình đi và mình vớt ra đây. Để mình đi bóp để cho cái phần củi bưởi nó đi hết vị đắng đi. Đây các bạn, bây giờ các bạn cũng lại bóp cho mình cái phần nước này đi nhé. Để cho nó hết cái đắng đi. Mình ăn thử xem là nó còn đắng nhiều hay ít nhé. Mình phải luộc thêm một lần nữa thì nó mới hết được độ đắng. Đây sau đó các bạn cũng dí cho mình hết sạch cái nước này đi nhé. Và nhớ là đừng để làm lát nhé. Mình cũng đun một nồi nước và các bạn cũng lại vắt cho mình 1/2 quả cốt chanh như vừa nãy nhé. Các bạn chỉ cần luộc khoảng 2 lần như thế này thôi là củi bưởi nó sẽ hết cái độ đắng, chỉ còn hơi the the thôi nhé. Mình cũng đun từ 5 đến 7 phút, sau đó mình cũng vớt ra nước lạnh nhé. Đây các bạn, khi mình đun sôi được 7 phút rồi nhé, bây giờ mình cũng tắt bếp và vớt cái này ra nước lạnh. Đây sau khi mình ấy xong phần vỏ bưởi rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bóp sạch cái phần nước này đi để mình đi ướp đường. Bây giờ các bạn cho mình khoảng độ 200g đường nhé. Quả bưởi này của mình hôm nay ít thì mình cho khoảng 200g đường là được. Nó bé thì nó ít vỏ hơn, ít cùi hơn thì chúng ta. Các bạn ướp cho mình khoảng độ 8 giờ nhé. Để cho, hoặc là các bạn ướp khi nào đường nó ngấm vào củi bưởi này, nó tan ra thì mình sẽ đem đi xin khô là được mất vỏ bưởi thôi. Đây các bạn, sau khi mình mà để mất nhá, được 8 giờ đấy. Đường nó ngấm hết vào mình mất và mình mất đã trong như thế, nó đã có lượng đường ngấm vào như này nhá. Thì các bạn sẽ cho lên bếp để mình đem đi xin khô nữa là mình đã được món mứt vỏ bưởi thôi. Các bạn cho chảo lên bếp cho mình này và mình sẽ cho phần vỏ bưởi này. Vỏ bưởi nó mỏng, nó có lượng nước vừa phải nên các bạn chỉ cần xên với nửa vừa phải thôi nhé. Như thế này là gần được rồi đấy các bạn ạ. Bắt đầu nó khô rồi. Vì mứt vỏ bưởi nó sẽ không bám cái lượng đường như các bạn cho những cái loại mứt kia. Và mình cũng không muốn ăn đường nhiều ấy. Nếu mà cho nhiều đường vào thì nó cũng bám thôi. Nhưng mà vỏ bưởi này chúng ta chỉ cần ăn lượng đường vừa phải, nó the là được. Này, đây nó đang khô rồi và những nó đã bị xém rồi đấy. Nên là đến bây giờ các bạn đảo đều tay nhanh nhá. Và nhỏ lửa bớt đi. Mình có thể chuẩn bị xong rồi đấy. Giờ mình ăn thử nhá. Miếng xém này rất ngon rồi các bạn ạ, hơi the the thôi, ăn như thế này là rất dễ ăn. Các
Vâng, bây giờ mình có thể tắt bếp và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức nhé. Đây các bạn, như vậy là thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa mứt vỏ bưởi the mát như thế này nhé. Các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình đón Tết này. Chỉ cần với 100 một quả bưởi, các bạn lấy phần vỏ bưởi cho mình nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ ngâm trong nước muối loãng. Và mình luộc làm hai lần để mình bóp đi cho nó hết cái nước đắng của vỏ bưởi. Các bạn ướp cho mình khoảng 200g đường nhé. Nếu bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì có thể dùng nhiều hơn nhé. Để khoảng độ 8 giờ khi chúng ta ướp đường xong thì chúng ta đem đi xên khô như thế này là mình đã được một món mứt vỏ bưởi rồi. The mát cho ngày Tết. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé.